Công Phượng tỏa sáng ở giải hạng nhất. Với pha lập công trong trận đấu với Bà Rịa Vũng Tàu, Công Phượng không chỉ giúp câu lạc bộ Bình Phước bất bại và tiếp tục nằm trong nhóm dẫn đầu mà còn đưa chân sút này vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn ở giải đấu trừ 3 bàn. So với những trận trước đó, màn thể hiện của chân sút người xứ Nghệ ở vòng 4 đáng xem hơn khá nhiều, bởi ngoài pha lập công mở tỷ số, còn kiến tạo cho đồng đội ghi bàn cũng như gây ra chẳng ít sóng gió cho khung thành Bà Rịa Vũng Tàu. Đây cũng là bàn thắng thứ tư, tính cả cúp quốc gia, sau 5 trận đấu của Công Phượng, kể từ khi hồi hương về khoác áo đội bóng miền Đông Nam Bộ. Người hâm mộ mừng cho chân sút người xứ Nghệ cũng như hy vọng tới đây có mặt trong đội hình tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2024. Càng có cơ sở để hy vọng khi danh sách sơ bộ của tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2024, chiến lược gia người Hàn Quốc đã điền tên Công Phượng trước khi công bố vào ngày 17 tháng 11 tới. Liệu ông Kim Sang-sik liệu có cần? Về lý thuyết, việc huấn luyện viên Kim Sang-sik điền tên vào danh sách 50 cầu thủ chuẩn bị hoặc dự phòng cho giải đấu lớn nhất khu vực diễn ra vào cuối năm có nghĩa chiến lược gia người Hàn Quốc đang cần Công Phượng. Tuy nhiên, thực tế lại khắc nghiệt hơn rất nhiều. Chân sút đang chơi ở giải hạng nhất đang hơi thiệt thòi trong cuộc đua giành suất tham dự AFF Cup 2024 cùng tuyển Việt Nam. Nguyên nhân khá đơn giản khi số trận, thời gian ra sân sau 2 năm gần như không thi đấu ở Nhật Bản là chưa đủ để kiểm chứng phong độ của Công Phượng, trong khi ít ngày nữa ông Kim Sang-sik sẽ công bố danh sách tuyển Việt Nam. Điều này là đương nhiên, bởi 3 bàn thắng ở giải hạng nhất của Công Phượng thực sự rất dễ dàng do các đối thủ trẻ, non kinh nghiệm. Màn trình diễn cá nhân của anh cũng chưa phải quá xuất sắc một cách đều đặn. Ngoại trừ trận gặp Bà Rịa Vũng Tàu, phần còn lại Công Phượng chơi chưa tốt nhất như kỳ vọng, hoặc chỉ mang đến một vài khoảnh khắc lóe sáng điều vốn dĩ phải đơn giản với một chân sút từng được coi rất quan trọng của tuyển Việt Nam. Chưa ổn nhất như chính bản thân Công Phượng mong muốn, và lúc này tuyển Việt Nam lại không thiếu tiền đạo khi đang sở hữu Tiến Linh, Vĩ Hào, Văn Khang, Tuấn Hải, Bảo Toàn, phong độ đang rất cao và ổn định. Thế nên, muốn trở lại tuyển Việt Nam có lẽ Công Phượng sẽ cần tiếp tục tỏa sáng, tìm lại chính mình, đồng thời chờ cơ hội trong thời gian tới với vòng loại Asian Cup chẳng hạn. Còn dự AFF Cup 2024 thì, thôi. Công Phượng đang tỏa sáng tại giải hạng nhất với 3 bàn thắng sau 4 vòng đấu, giúp câu lạc bộ Bình Phước dẫn đầu bảng xếp hạng. Thành tích này khiến nhiều người hy vọng anh sẽ được gọi trở lại đội tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2024. Tuy nhiên, việc huấn luyện viên Kim Sang-sik đưa anh vào danh sách 50 cầu thủ sơ bộ vẫn chưa đảm bảo suất chính thức. Khả năng ra sân của Công Phượng còn phụ thuộc vào phong độ ổn định hơn nữa và sự cạnh tranh khốc liệt từ các tiền đạo khác đang có phong độ cao trong đội tuyển như Tiến Linh, Văn Khang. Việc góp mặt ở AFF Cup 2024 đối với Công Phượng hiện vẫn còn là dấu hỏi lớn, cơ hội có thể đến từ vòng loại Asian Cup.